cho kết quả ít ngạc nhiên nhất của cuối tuần, thực sự là mùa giải. Cú sốc duy nhất là City, người rõ ràng yêu thích những ngày xa nhà đến Hertfordshire, đã không thể làm bẽ mặt chủ nhà của họ mặc dù họ chắc chắn có cơ hội làm điều đó. Một bàn thắng sớm của Raheem Sterling, sau đó là cặp đôi của Bernardo Silva với bàn thắng muộn của phụ Cucho Hernandez có thể mang lại ấn tượng về một cuộc thi nhưng không phải lần đầu tiên. Đội bóng xuất sắc của Pep Guardiola ở một đẳng cấp khác dù phung phí quá nhiều cơ hội. City có 77% thời gian cầm bóng, thực hiện 26 cú sút với 13 trong số đó đi trúng đích. Vì vậy, công bằng mà nói, Watford đã có được một bàn thắng vì tỷ số chính xác hơn sẽ là 8-1. Watford hiện đã thua 14 trận liên tiếp trước Man City. Ba kết quả trước đó của họ trước Man City là 0-4, 0-8 và 0-6 nên đây là một sự cải thiện. Trận thắng cuối cùng của họ trước Man City 19 trận trước là vào tháng 3 năm 1989. Do đó, những người hâm mộ tại Vicarage Road có thể được tha thứ vì hoàn toàn sợ hãi trận đấu này và nếu họ ở lại mùa giải này, câu lạc bộ nên trừ chi phí của một trận đấu này cho vé mùa của họ. Nhưng trong ngày Chelsea thua West Ham và Liverpool vượt qua Wolves, Man City đã đùa giỡn với đội bóng của Claudio Ranieri và lúc này là đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá Anh. Jack Grealish trận đầu tiên của Man City đá chính kể từ ngày 3 tháng 11 sau khi dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Anh, được thay thế bởi Riyad Mahrez ở phút 68 và đang tự hỏi làm thế quái nào mà anh ấy không ghi được 5 bàn. Anh ấy chơi như một số 9 sai nhưng đôi khi, Man City chơi với sơ đồ 5 người khi Ilkay Gundogan cũng đẩy lên phía trước với Phil Foden, Sterling và Silva đều xé toang về phía trước. Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ mất 4 phút để xác nhận kết quả cuối cùng một cách hiệu quả. Man City đã gần vươn lên dẫn trước khi cú đánh đầu của Aymeric Laporte bị Joao Pedro phá ra khỏi vạch vôi nhưng Guardiola không phải chờ lâu hơn. Foden, người có góc sâu tạo ra cơ hội đầu tiên, chuyền ngang cho Sterling, người đánh đầu đưa bóng đi vào lưới. Hàng phòng ngự của Watford với Sterling không bị đánh dấu, chỉ cách khung thành 4m là một trò đùa cho một đội bóng ở cấp độ này. Danny Rose đã phạm lỗi khi xem bóng và không theo dõi Sterling nhưng vẫn nhìn đồng đội của anh ấy sau khi tiền đạo người Anh ghi bàn. Trong hiệp 1, Man City dẫn trước 2 bàn nhưng đáng ra phải là 6-0 với Grealish có 4 bàn. Anh ta bị bỏ rơi ở một góc của Foden nhưng đánh đầu thành công trước khi có 3 cơ hội ngon ăn khác, bao gồm một nỗ lực mà anh ta đã đập vào cuối sân khách. Bernardo Silva đã được Guardiola cho là cầu thủ xuất sắc nhất giải và trong khi điều đó còn phải tranh luận như Mo Salah sẽ có điều gì đó để nói về điều đó thì anh ấy vẫn là một niềm vui khi xem. Silva đã đánh bại Beckman ở góc gần của anh ấy mặc dù anh ấy đã ghi bàn từ một vị trí hẹp như vậy rất tốt. Trọng tài Simon Hooper bình thường đã nổi tiếng vui mừng. Xứng đáng được ghi công vì cho trận đấu tiếp tục sau khi Grealish bị Rose phạm lỗi. Thủ môn chủ nhà Beckman đã giữ tỷ số trong hiệp 2. Thực hiện thêm một pha cản phá nữa để từ chối Sterling trong khi anh ấy đẩy một cú sút từ Foden lên cột dọc. Trong một pha phản công bằng cách nào đó mà có sự xuất hiện của ba cầu thủ Man City đến hai hậu vệ chủ nhà, Gundogan đã nỗ lực đi vọt xà ngang. Silva đã nâng tỷ số lên 3-0 bằng cách một lần nữa tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt mà chỉ một số ít cầu thủ có thể làm được. Anh ấy vượt qua Rose trước khi tung cú sút vào góc cao khung thành nhưng một lần nữa tình huống quyết định từ các cầu thủ Watford để Grealish băng vào vòng cấm địa thật tồi tệ. Grealish sau đó đã có một pha dứt điểm chệch cột dọc và biết rằng cầu thủ của mình sẽ không ghi bàn. Guardiola ngay lập tức thay anh ta vào sân cho Mahrez. Hiệp 1 Watford phụ Hernandez đã mang đến cho người hâm mộ Watford niềm hy vọng mờ nhạt với một pha dứt điểm chuẩn xác sau khi cú sút đầu tiên của anh đi trúng cột dọc. Hernandez sau đó đã thực hiện một quả tạt đầy mời gọi cho Josh King, người đáng lẽ phải làm tốt hơn và nếu anh ấy ghi bàn, Man City sẽ phải đổ mồ hôi vào cuối trận.
Guardiola đã rất tức giận khi trọng tài Hooper chỉ rút thẻ vàng đối với Carthage sau pha vào bóng ác ý với Gabriel Jesus. Ranieri không thể phàn nàn về bất cứ điều gì. Anh ấy đã bắt chính trong 8 trận đấu. Họ đã thắng 2 thắng đậm trước Everton và Manchester United và thua 6. 2 trận đấu tiếp theo gặp Brentford và Burnley là rất lớn. Nếu không giành được những chiến thắng đó và họ sẽ có nguy cơ lớn trở lại chức vô địch. Và chắc chắn họ sẽ không trông đợi gì ở chuyến làm khách đến sân Etihad vào ngày 23 tháng 4. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.